Chào tất cả các anh em đang làm phần mềm Toonboom Cartoon Animator. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái bài học về sử dụng phần mềm Cartoon Animator. Thì đây là một phần mềm mà tôi đã mua bản quyền trên hãng của họ. Phần mềm này thì tôi mua vào đúng cái dịp là Black Friday. Thì chúng ta thấy là khi tôi mua thì tôi được cập nhật được các gói, trong đó tất cả những gói như là Actor thì được cung cấp đầy đủ. Ngoài ra thì tôi được mua thêm được cái phần rất nhiều phần như chuyển động phụ thêm, thì tôi đã mua được rất là nhiều. Đồng thời tôi cũng mua được một cái gói là được giáo viên của họ giảng dạy. Đây cũng thực ra là cái ngày mà được giảm giá 50% ấy, thì tổng phần mềm thì cũng cỡ khoảng 5-6 triệu rồi đó. Thì chúng ta mua thì chúng ta dùng nó rất là dễ, rất là dễ. Thì qua mấy ngày vừa học vừa nghiên cứu, thì tôi thấy là giảng viên của họ giảng rất là kỹ. Kể cả cái cách mà xây dựng vẽ nhân vật rồi gắn xương của họ cũng dạy cho tôi được nhiều cách, ta có thể chỉnh sửa trực tiếp được kết nối với lại một cái phần mềm khác. Trong đó thì khi chúng ta muốn có một cái phần mềm hỗ trợ cho chúng ta để vẽ vector thì chúng ta có thể chọn trong cái phần tham chiếu ở đây, chúng ta vào phần edit, chọn businesses. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cái phần select vector, thì tôi sử dụng là Illustrator. Phần hình ảnh thì tôi sử dụng là Clip Studio. Phần giao diện thì các bạn chọn, tùy các bạn bạn chọn màu đen được, chọn màu gì được. Tôi lại tiếp tục nói với các bạn là ở đây thì chúng ta sẽ có thể nhìn được rất là nhiều thứ mà trong cái nội dung content này. Thì trong phần content này nó quản lý tất cả những các phần mà chúng ta mua, mua về là tự động nó chui vào đây hết. Đấy. Nó họ quản lý theo theo một cái luồng, gọi là luồng server từ xa, mà họ cung cấp cho mình rất là trung thực, việc nào những công việc gì mình mua, những cái phần gì mình mua thì chui hết vào đây. Và ngoài ra thì nó cho chúng ta một cái bộ quản lý có tên là Illusion Hub. Đấy, bộ này thì cho chúng ta update các phiên bản, rồi cho chúng ta download những phần mà chúng ta cần mua. Thì ở trong này nó đã download hết. Đấy, tất cả các phần cài đặt của bạn đã hoàn thành, phần setting rồi phần học hành vân vân. Học hành đây là phần cơ bản thôi, cũng không phải là một cái học hành chuyên sâu. Thì ở đây là còn cái phần này nội dung quản lý tất cả các nội dung của chúng ta. Thế thì các bạn nên mua phần mềm này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là sử dụng Toonboom Harmony thì kết hợp với cái phần mềm này nó rất hiệu quả. Thì là ở đây tôi đã sử dụng cả ba bốn loại phần mềm hỗ trợ cho cái Cartoon Animator phiên bản 5 5.2. Thì chúng ta có thể sử dụng Illustrator để vẽ các nhân vật, hoặc là chúng ta có thể dùng Clip Studio để chúng ta thiết kế các nhân vật dựa trên cái đường ống của nó. Đây, ví dụ ở đây đây là các nhân vật chúng ta G2 của chúng ta là chúng ta đã có. Thế nhưng mà chức năng ở đây, ngoài đây thì nó phiên bản 5 nó khác với phiên bản 4 ở một chỗ là khi ta chọn nhân vật, thì nó có nhiều cái sự chuyển động ngoài cái chuyển động mà chúng ta chọn trong đấy, ngoài cái chuyển động mà bên trong. Ví dụ như là thường thì chúng ta chữa chọn nhân vật chuyển động ở animation thì chúng ta chọn phần đàn ông, female là đàn bà, còn đây là đàn ông.
thì các bạn có thể chọn rất là nhiều thứ như là chuyển động như chèo, nhảy, vân vân. Thì cái này các bạn đã có rồi, các bạn đã có rồi. Thì ví dụ như là chúng ta trong phần mail thì chúng ta cũng có phần size, phần đi theo mặt bên trái bên phải thì chúng ta chọn ví dụ như là chúng ta có, tôi có thể tính phần đi bộ chẳng hạn. Các bạn thấy phần đi bộ thì chúng ta ngoài cái việc mà mỗi lần là chúng hay thả vào đây thì tôi có thể sử dụng là Motion Pilot. Sau đó thì tôi chọn cái phần Motion, sau đó tôi thả cái hành động này vào, hành động đi bộ này vào, thả vào cái chỗ này. Nhưng mà trước khi thả thì các bạn chọn là Blend Motion, các bạn thả vào đây. Khi các bạn thả vào đây thì các bạn ví dụ chúng ta đang ở keyframe 0 đầu tiên thì chúng ta chọn record, record chúng ta chọn này ta đi ta dịch chuyển chuột cho nhân vật đi mà chúng ta không phải gấp lại. Đây cái phần này thì ta tôi hơi quay xa, anh ta đi đi lại lại. Và sau đó thì các bạn nhìn thấy là tôi kích vào nút chạy, nhân vật đã đi, đi nhanh đi chậm là do tay của chúng ta chuyển động. Đấy là tôi giới thiệu cái phiên bản 5 là như vậy. Ngoài ra phiên bản 5 thì nó còn rất nhiều tính năng như là FD này, rồi Spring này, là những cái hành động vui tươi nhộn ở bên trong. Một cái nữa tôi cũng xin giới thiệu các bạn trước khi vào cái chủ đề chính ngày hôm nay. Trước khi vào chủ đề chính ngày hôm nay thì để tôi xóa cái nhân vật này đi. Tôi xóa nhân vật này đi. Thì ở phần trong đây thì chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều loại con vật. Tôi chọn cái phần hành động ở phần con người nhé. Ví dụ ở đây tôi chọn đây, tôi mua rất nhiều thứ họ cho vào đây hết. Thì đây là phần, tôi lên phần này, quên, tôi sang với phần đây là một chú lợn. Các bạn nhìn thấy nhá, riêng chú lợn này thì nó có hành động chúng ta là sử dụng theo khuôn mặt. Thì tôi cũng chỉ có một chiếc webcam bình thường, webcam bình thường. Đấy. Sau đó thì tôi chạy cái phần mềm mà họ cung cấp cho, nó tên là Face 3D Tracker. Thế mà chắc cơ. Thế các bạn để ý nhá. Ở đây tôi có phần mềm đó và tôi sẽ dùng cái hình ảnh này để tôi làm con lợn nó có thể chuyển động được. Thì các bạn nhìn. Đó, cái nội dung content này ta xóa, ta để bên cạnh. Rồi ta ấn cái nút này lên. Ấn nút này lên thì các bạn nhìn thấy. Đây. Tôi chọn kết nối. Chọn kết nối. Sau đó thì tôi chọn kết nối về khuôn mặt. Nối về body. Bây giờ các bạn nhìn thấy sau khi kết nối rồi thì chúng ta có thể chọn vào nút ở này để cho nó mượt cái hành động chúng ta.
À, còn lúc này là xét nó tất cả giá trị về ban đầu. Thì cũng trong quá trình mà chúng ta ghi để chúng ta sử dụng các hành động thì các bạn nhìn thấy là thì tôi bắt đầu chuẩn bị. Đấy, các bạn thấy là họ sử dụng AI để có thể làm được các chuyển động về miệng, mắt, khuôn mặt. Tôi nhắm mắt lại, chắc lợn nó cũng nhắm mắt lại. Đấy, đây là một cái phần mềm rất là hay, giúp cho các bạn làm phim hoạt hình và tương tác với các nhân vật với nhau rất là tốt. Đây, tôi giới thiệu xong cái này nhá. Bây giờ tôi dừng lại. Thì nó đang ghi vào ấy. Đấy. À, bây giờ tôi sẽ chạy lại để các bạn nhìn thấy. Đấy, các bạn thấy là họ sử dụng AI để có thể làm được các chuyển động về miệng, mắt, khuôn mặt. Tôi nhắm mắt lại, chắc lợn nó cũng nhắm mắt lại. Rồi. Đấy, đây là một cái phần mềm rất là hay, giúp cho các bạn làm phim hoạt hình và tương tác với các nhân vật với nhau rất là tốt. Đây, tôi giới thiệu xong cái này nhá. Bây giờ rồi, ngoài ra thì có rất là nhiều cái phần mà chúng ta có thể khám phá được, nó chuyển động rất là hay. Thì ví dụ là tôi cho một đồng chí nhân vật khác, cho nó có thể nói theo âm thanh mà chúng ta không cần phải nói từng bước một. Rồi tôi chọn lên phần actor. Đây, ví dụ là cô này. Đây là những nhân vật mẫu nhé các bạn nhé. Nhân vật mẫu thì chúng ta có thể làm gắn xương theo nhân vật của người ta. Còn nói chung là các bạn phải xây dựng lại nhân vật của mình bằng cách là chúng ta trang điểm vẽ tiếp cho nó, chứ không để như này mà diễn diễn đây là nhân vật mặc định. Đó. Thì trong phần này thì tôi sẽ lấy một cái file ghi âm được. Ví dụ tôi ghi âm như này. Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin giới thiệu với phần mềm là Cartoon Animator File. Bài học thì nó rất là sinh động, giúp các bạn tạo các phim hoạt hình cho trẻ em rất là tốt. Và tôi lại có điện thoại. Xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay tôi xin giới thiệu với phần mềm là Cartoon Animator File. Bài học thì nó rất là sinh động, giúp các bạn tạo các phim hoạt hình cho trẻ em rất là tốt. Và tôi lại có điện thoại. Rồi, đây là một cái hành động mà chúng ta có thể chèn giọng nói vào. Ngoài cái này thì các bạn có thể thay thế cho một cái hành động khác. Chúng ta có thể chèn bằng file mà chúng ta dịch. Tôi Xin chào các bạn thân mến.
Chào mừng các bạn đến với khóa học làm phim hoạt hình. Tên tôi là Nguyễn Thế Thành, giảng viên công nghệ thông tin trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông. Hôm nay chúng ta sẽ học bài đầu tiên của chương trình thiết kế phim hoạt hình. Như các bạn đã biết, ngành sản xuất phim hoạt hình từ những thập kỷ 70 đến giờ không bao giờ là không hot. Doanh thu của các công ty sản xuất phim hoạt hình lên đến hàng tỷ đô la mỗi năm trên khắp thế giới. Đấy, thì đó là các bạn có thể tùy biến. Một là ta đọc trực tiếp theo văn bản, hai là ta có thể lồng tiếng bằng cách sử dụng âm thanh, chèn nhạc, vân vân. Các bạn có thể sử dụng nó rất là tốt. Thì cái bài đầu tiên này tôi muốn giới thiệu các bạn như thế. Ngoài ra thì đêm qua tôi đã làm một cái bộ hiệu ứng tùy biến mà tôi đã mất công, vì đầu tiên là tôi mua cái bộ hiệu ứng của họ. Tôi mua cái bộ hiệu ứng của họ thì hết hình như là 69 đô. Thì cái bộ hiệu ứng của họ thì nó rất là đắt. Nhưng mà giảm giá thì hơn 100 đô đấy, nhưng mà giảm giá còn 69 đô. Thì cái phần này thì ở đây tôi mua của nó, tôi mua của họ. Tôi kéo xuống tôi mua của họ nhé. Thì cái phần là đây. Tôi mua của họ rất là nhiều cái hiệu ứng. Rồi tôi lại mua của họ những cái mà về phần đường đi này, object này. Đó, tôi mua của họ rất là nhiều thứ. Rồi có cả biển sóng, lửa. Nhưng mà lửa của họ thì đây, các bạn nhìn xem cái lửa của họ. Để các bạn làm cho nó chuyên nghiệp. Đấy. Tôi kéo này lên đây. Các bạn nhìn thấy nhá, thì đấy, đây là lửa của họ. Rồi hiệu ứng của họ nữa. Tôi lại tiếp tục tìm cho các bạn, ví dụ như là hiệu ứng về sóng, hiệu ứng về sấm chớp vân vân. Rất là nhiều thứ. Tôi xóa bớt đi. Đó. Ví dụ như là đây chẳng hạn, để sau này các bạn ghép hình. Đấy. Nhưng mà cái bộ của họ thì tương đối là hữu ích, nói chung giúp cho các bạn sử dụng các hiệu ứng như là tia chớp vân vân. Đây tôi mới mang ra rất là ít nhé. Còn rất nhiều nữa ở bên trong, còn rất nhiều nữa ở bên trong, ví dụ như là khói lửa vân vân, ví dụ như là vụ nổ chẳng hạn. Đây một cái hiệu ứng về một cái thì sau đó thì ở đây thì tôi xóa cái hiệu ứng này đi. Tôi cho nó vào bên trong của Phật này. Ví dụ như là các bạn sử dụng tia nửa, tia sét vân vân. Các bạn nhìn thấy đây, đây là tia sét của họ nhé. Tôi cũng giới thiệu hết cho các bạn, các bạn tham khảo để mua. Ngoài ra thì chúng ta còn được đăng ký gói thành viên của hãng, và chúng ta có thể bán được các sản phẩm của chúng ta lên trên cho người khác dùng. Đấy, tôi giới thiệu rồi, nhưng đây là của họ bán cho tôi. Nhưng tôi cũng giới thiệu với các bạn một cái nữa là cái phần tôi làm hiệu ứng, phần custom của tôi, thì các bạn thử xem có được không nha. Tôi giới thiệu để các bạn có thể đăng ký mua. Thì đây là bộ tôi đã làm, các bạn nhìn thấy. Ví dụ đây là tôi làm một đống lửa cháy, tôi làm tùy biến rất nhiều thứ, các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là sinh động. Đây, ví dụ như các bạn nhìn nó chạy. Đấy. Lửa cháy kinh khủng luôn, ngùn ngụt luôn. Các bạn có thể thu gọn lại hoặc là theo hướng của nó rất là tốt. Đấy, các bạn nhìn thấy. Chuẩn chưa? Đấy, đây là phần ngọn lửa tôi làm nhé.
Tất nhiên là tôi sẽ phải nghiên cứu để tạo ra các hiệu ứng đó. Thì đây là một cái mà các bạn bạn nào mà cần thiết muốn mua mà trên của mình không có thì các bạn sẽ gọi điện cho tôi theo số điện thoại 0984 060405. Ví dụ nửa tiết các bạn có thể mua những cái chúng ta có thể làm những quả bom, ví dụ như thế. Ở chỗ này chúng ta thì quay xoay chiều hướng của nó chứ không phải nhất thiết lúc nào cũng chiều đứng. Quả xoay các bạn thấy là đây cũng là một trong những cái hiệu ứng mà tôi làm từ biến. Ngoài ra thì hiệu ứng về mây tôi sẽ ghi cái này vào để cho nó đỡ nặng. Máy tính tôi không được nhanh lắm nhưng mà thôi dùng tạm. Đây các bạn nhìn, đây là phần phong cảnh của mây trời. Thì ở đây tôi giới thiệu cho các bạn nhìn qua để các bạn nào sử dụng thì cũng rất là tốt. Tôi đưa lên này. Bây giờ các bạn nhìn. Ví dụ các bạn nhìn những cái cảnh phim ngày xưa của những đám mây trên trời thì chúng ta có thể sử dụng cái này là chính thức chính tay tôi làm nha. Rồi không không thể là chúng ta dùng mua được, mua cái này thì rất là đắt. Chúng ta tự làm ra cho những cái mà của mình. Thì đây là một cái để tôi giới thiệu cho các bạn thích thì các bạn gọi cho tôi. Ví dụ như là trường hợp nữa là tôi chọn hiệu ứng về mây mây chạy mây khác. Mây này thì dùng cho những cái phim rùng rợn. Để nó hơi nặng quá tôi mở cái project mới. Tôi kéo ra thì các bạn nhìn thấy sau khi kéo thì cái mây chúng ta nhìn như này. Rồi, tôi bỏ cửa sổ sang bên cạnh. Tôi chạy các bạn nhìn. Đấy các bạn nhìn thấy không? Đấy, trên chúng ta nhìn thấy đúng là mây của trên bầu trời mà chúng ta nhìn thấy chuyển động như một cơn bão. Rồi tuyết rơi vân vân. Đấy, tôi làm rất là một bộ đầy đủ cho các bạn có thể sử dụng. Nếu bạn nào cần thì liên hệ với tôi. Tôi bán thì rẻ hơn so với trên trang chủ của họ. Ví dụ phần mưa đá các bạn nhìn, là nhiều cái hiệu ứng mưa giúp các bạn làm việc rất là tốt. Ngoài ra thì còn có mây chạy này, rồi tuyết rơi đây. Tiếp theo tôi chọn bạn chú ý nhé, đây là hiệu ứng để chúng ta đấy, các bạn nhìn này tuyết rơi tôi để làm này thôi. Thì trên khi mà chúng ta trên một cái nền mờ nền sâu bên trong thì chúng ta sẽ nhìn thấy tuyết nó rơi. Ví dụ ở đây tôi chọn một cái phong cảnh tôi cho nó vào trong, tôi chọn còn template tôi chọn phong cảnh các bạn nhìn nhé, phần cảnh này cảnh mặc định của họ. Tôi chọn ví dụ tôi chọn cảnh này sau đó tôi cho cảnh này vào bên trong, cho cảnh này vào trong một chút. Đây, các bạn nhìn thấy tuyết rơi rất là đẹp. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rất tuyệt vời. Nếu các bạn đăng ký thì
Với nhà sản xuất thì nhà sản xuất chưa có các hiệu ứng này. Rồi tôi có thể, đấy là một cái mà các bạn nhìn thấy rất là đẹp đúng không? Rồi chúng ta, tôi giới thiệu tiếp, đây là các bạn đăng ký với tôi thì tôi làm được rất là nhiều bộ, nhiều cái bộ hiệu ứng cho các bạn. Đây, lửa cháy này, mây trôi này, rồi phun khói, ví dụ như này, khói. Bạn nhìn thử xem, đây, cái khói nó đi kinh không? Đó. Đó, tuyệt vời chưa? Rồi những bạn nào cần đăng ký thì đăng ký tôi, còn cái lá đây là của cái cảnh kia nhé. Đó, thì chúng ta cho nhỏ lại, nó có thể phun được như thế. Cái bộ của tôi hiện nay là có khoảng hơn chục hiệu ứng, các bạn có thể đăng ký để làm. Tuyệt vời chưa các bạn? Đấy, các bạn có thể sử dụng như là các vụ đâm chạm xe ô tô chẳng hạn cho phim hoạt hình của chúng ta, rất là đẹp. Đấy là những cái mà tôi tuyết rơi của cho tuyết rơi đẹp. Đây là một hiệu vui nhộn cho ngày Giáng sinh, các bạn có thể cho chạy đá, ta nhìn thấy là đây là những bông tuyết vân vân, render ra rất là đẹp. Tôi sử dụng blender để tôi làm hiệu ứng. Rồi ngoài ra thì tôi còn có thể sử dụng như là phun khói kiểu kiểu mới là trong đây. Cái này dùng các bạn để dùng để đuôi của máy bay hoặc là động cơ thì rất là tốt. Các bạn có thể sử dụng nó này, có thể sản xuất các con tàu vũ trụ chạy cho các em vui. Thì đây là phần, này là phần custom, là phần tôi không mua của họ, bởi vì mua của họ một gói thôi, chỉ một gói, nó cũng rất là đắt. À, rồi phần tiếp theo là tôi sử dụng cái này thì khó rồi, vừa xong. Đấy là những cái mà tôi muốn giới thiệu với các bạn để chúng ta có thể mua các hiệu ứng, một cái hiệu ứng rất đẹp đúng không? Rồi ok, phần video hôm nay tôi xin giới thiệu đến đây thôi, tạm dừng đến đây. Hôm sau thì tôi sẽ vào các bài cụ thể hơn để giúp các bạn học tốt hơn. Xin thân ái chào các bạn.